Bây giờ cho nó lên trên kia để chở ra ngoài Quảng Nam, Đại Lộc. Đẹp ghê không? Chào mọi người nha. Bữa nay mình chở hoa đi giao cho các chị ở Quảng Nam. Cái này là hoa cúc can nha mọi người. Cúc can. Theo yêu cầu của chị á là bông mà búp cũng nhiều cho nên là phải nhổ như thế này. Bên này là 28 tết rồi. Cái giá sỉ tại vườn là 2.800 một cây nha mọi người. 2.800 này. Cái cốc can ở của mình đưa coi thử nó cao bao nhiêu. Một gan này. Nói chung là gần 2 gan. Đây, 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 đây. Gần 2 gan. Còn nếu mà đo chỗ này là 2 gan á. Đúng 2 gan tay. Cỡ 40. 50 á. 50 luôn hả? Dữ vậy nè. Bằng quá vậy chứ 50 nè con. Từ đây mà con. Tính từ đây tới đây hả? Dạ. Coi đi. Dạ. 50 á. Đứa 50. Đây là cúc can nha mọi người. Cúc can. Cái này cũng lẫn ít màu trắng thôi. Lẫn ít màu trắng chứ không có nhiều. Rồi màu tím. Ngày Tết ta chủ yếu là hồng với đỏ nha, hồng với đỏ. Đó. Đó đi cho con hồng lâm á hả? Lâm là cái đồ. Cái gì đây hả? Bây giờ nó chặt quá mọi người ơi, bây giờ mình một mình chở không hết. Phải nhờ một cái đứa em nó chở phụ. Tại vì biết sao, đeo bông theo cái này nữa nè. Trời ơi. Cái này là mình lấy về để mình cắm bình ở trong nhà chứ nói chung là để về cắm ở nhà thôi. Hoa đây thì đẹp rồi. Hoa đây mà giá sỉ á là một cây là 7.000 nha mọi người. Cái loại đây nè, giá sỉ là một cây là 7.000 tại vườn. Còn cái cốc ken á thì nó rẻ hơn, nó có 2.800 mà. Bây giờ mình sẽ dẫn cái cam rồi mình quay cho mọi người xem nha. Chú Minh, con nhảy chút, được rồi, mình con chở được rồi. Sao? Bây giờ anh em, chú
mượn cho con có bô, cho con xin có bô cái con tủ này nè, tiếp ngủ không vừa gấu. Rồi. Giờ rồi con xin cái dây. Chở một mình con được rồi. Ôi dạ ơi, mọi người xem này, đẹp ghê chưa? Ôi, hơi hết xe của tôi rồi. Được rồi, được rồi. Đây mọi người. Cốc lại là được, không sao đâu. Được rồi chú. Được, được. Thì mắc công em chạy lên chạy xuống chứ. Bây giờ nghe chú. Chú thấy được căng không? Không, cột thì không ổn đâu. Được. Được mà. Được má không? Đập đầu lại. Được. Con nó sạch rồi được rồi. Dưa quá. Thế thấy con ngồi nó không có dưa cái lưng hết. Rồi giờ cột lại thôi. Cột. Vừa đi vừa ngắm cảnh là được. Cái này mình tụt nó gãy bông không chú? Không, không sợ. Gãy thôi chứ còn nó không gãy được. Không sợ. Phút giờ rồi con, chút nó lưỡi dài qua kia rồi. Chịu khó ngồi mỏi chiếc em mặc cái ra em cọc luôn. Ở đâu rồi? Chú không bỏ cây gì chú, nó bị ngon á. Ngon gì? Bị ngon. Chú lấy được không? Ok không? Ok. Không sao đây hả? Lâu lâu chú đi đi những cái lưng vô đây mạnh mạnh luôn. Dạ dạ. Thử cái lưng vô cho nó được cái ok đúng không? Hơi trừ tới trước tí ăn nè. Dạ. Ok đúng không? Rồi, tôi đợi nghe để anh chạy vòng cái anh nhờ anh phun cái cam cái bạch cho người ta thấy cho nó đẹp. Chạy nó đi chơi người ta thoát.